Hôm nay mình làm món ốc bù nướng tiêu nha cả nhà. Ốc bù này hôm nay mình đi ra ngoài chợ mua ốc mới, ông anh mới đem ốc về luôn nha. Ốc mình lột, lột mài ra còn sống luôn cả nhà. Mình nướng gì nó mới ăn mới ngọt nha cả nhà. Để cho ốc nó sôi lên thiệt sôi rồi mình mới chế tiêu vô, chứ mình chế tiêu vô liền thì nước tiêu nó sẽ tràn ra ngoài là ốc nó không được thấm gì. Ốc đã sôi lên, khi nào sôi lên gần khô cạn nước rồi mình mới chế tiêu vô. Giờ ốc đã sôi lên rồi là mình chế tiêu vô nha. Mình chế tiêu vô, con nào mà để cần cạn khô là nó mới thấm vô tới đít ăn mới ngon nha cả nhà. Ok nghe cả nhà, đã thành phẩm nghe cả nhà. Lấy ra cái đít luôn mà hai người giỏi rồi. Rồi. Đưa lắm. Mày ở nhà ngấp này.